C-What-If đã mang tới cho chúng ta một trong những bản thể pháp sư tối thượng Doctor Strange mạnh mẽ nhất của MCU mà chúng ta từng biết tới. Thay vì mất đi đôi tay sau tai nạn, thì Doctor Strange của thế giới này lại mất đi trái tim của mình. Christine trở thành động lực to lớn để cho Strange nghiên cứu các bí thuật với mục đích là hồi sinh lại cô. Đáng tiếc thay, đó lại là điểm tuyệt đối của thời gian. Nó thúc đẩy cho Doctor Strange cần nhiều sức mạnh hơn nữa, biến pháp sư tối thượng của thế giới này sở hữu những thứ sức mạnh không khác gì một thực thể của đa vũ trụ. Sự hối lỗi về việc tự mình làm sụp đổ thế giới, Strange Prime đã tham gia vào đội vệ binh đa vũ trụ với tư cách là một thành viên chủ chốt trong việc đánh phá Infinity Ultron và giờ đây còn là người canh giữ khối cầu giam giữ hắn bên trong. Sang tới mùa thứ hai của What If, Strange Prime một đời liêm khiết lại bị dí thành một kẻ phản diện, tiếp tục quay về với suy nghĩ cứu vớt thế giới của mình, không ngại thì rất nhiều kẻ phản diện và các siêu anh hùng mạnh mẽ từ khắp đa vũ trụ. Hãy cùng mình trải nghiệm lại cuộc đời của anh liêm Strange Prime. Từ một nhân vật sa ngã trở lại gánh cổng lưng đa vũ trụ, rồi lại bị dí trở thành một kẻ phản diện không tương tiếc như thế nào trong video nhé. Câu chuyện về Doctor Strange của thế giới này có một sự khởi đầu khác biệt so với Strange ở dòng thời gian thiêng liêng của vũ trụ 616. Đó tại vũ trụ gốc thì Doctor Strange đi dự bữa tiệc của hội thần kinh học một mình. Khi Christine đã từ chối lời mời đi cùng, Strange đã gặp tai nạn trên đường đi khiến cho đôi tay bị tổn thương. Ông ta đã tìm tới bí thuật như một sự cứu vớt để chữa lành đôi tay của mình. Nhưng còn với thế giới này, Christine lại đồng ý đi cùng với Strange tới dự buổi tiệc của Hiệp hội Thần Kinh Học. Điều này đã dẫn tới việc vụ tai nạn xảy ra, Strange mất đi Christine chứ không phải đôi tay của mình nữa. Việc mất đi tình yêu của cuộc đời mình vẫn tạo đủ động lực để Strange tìm cách đưa Christine quay trở lại với mình. Ông ta đi khắp thế giới để tìm kiếm câu trả lời, mang lại niềm hy vọng cho mình. Strange vẫn tìm tới Ancient One để tìm hiểu về nghệ thuật thần bí. Tất nhiên là với một đôi tay vẫn lành lặn thì Strange sẽ dễ dàng học các bí thuật hơn. Strange sau đó vẫn tiếp xúc được với con mắt Agamotto và cân nhắc với việc sử dụng nó để du hành thời gian. Nhưng Ancient One và Wong đã cảnh báo điều này sẽ đe dọa tới kết cấu của vũ trụ. Sau cái chết của Ancient One, Doctor Strange vẫn giải cứu trái đất khỏi sự châm chiếm của Dormammu và trở thành pháp sư tối thượng mới. Tới ngày kỷ niệm 2 năm ngày mất của Christine, Strange vẫn nhớ về quá khứ và quyết định sử dụng con mắt Agamotto để quay ngược về quá khứ sửa chữa các sai lầm. Trong chuyến xe định mệnh đó, Strange đã cố gắng lái xe cẩn thận hơn, không chạy quá nhanh và xi nhan cẩn thận, nhưng chiếc xe vẫn cứ gặp tai nạn và Christine vẫn thiệt mạng. Không chấp nhận sự thật này, Strange tiếp tục dùng con mắt để lặp lại sự kiện đó, cố gắng ngăn chặn cái chết của Christine bằng mọi tình huống khác nhau, nhưng kể cả là Strange không gặp Christine nữa thì cô vẫn sẽ thiệt mạng như đã định trước. Khi này, Ancient One đã xuất hiện để nói cho Strange rằng đây là điểm tuyệt đối của dòng thời gian, nó bắt buộc phải xảy ra thì Strange mới trở thành pháp sư tối thượng và đánh bại Dormammu. Nhưng Strange vẫn không thể chấp nhận điều này và tin rằng thứ mình thiếu là sức mạnh để làm điều đó. Strange đã sử dụng con mắt để trở về quá khứ thu thập các kiến thức. Ancient One đã chia đôi cơ thể của Strange thành hai phần, một nửa vẫn tiếp tục du hành thời gian về quá khứ để tìm kiếm sức mạnh, nửa còn lại thì chấp nhận định mệnh này. Cả hai bản thể bị chia tách của Strange đều không biết đến sự tồn tại của nửa còn lại. Bản thể kiên định với việc tìm kiếm sức mạnh hồi sinh Christine đã trở về quá khứ và tìm thấy thư viện thất lạc của Kaliostro. Trong các cuốn sách của thư viện vẫn đề cập rằng sức mạnh để phá vỡ điểm tuyệt đối trong thời gian là điều gần như không thể đạt được, nhưng ông ta vẫn cố gắng thử đẩy sức mạnh của mình lên ngưỡng tối đa bằng việc hấp thụ các sinh vật huyền bí. Strange đã liên tục triệu hồi những sinh vật huyền bí từ các không gian khác và cưỡng bức chiếm lấy sức mạnh của những sinh vật đó. Trong thời gian này, Strange bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của The Watcher. Sau khi chạm tới ngưỡng sức mạnh mà mình cần, Strange cũng nhận ra sự thật rằng mình chỉ là một nửa của Strange bản thể gốc. Ông ta đã kéo Doctor Strange bản thiện tới thư viện để hợp nhất cơ thể. Khi này thì thế giới cũng bắt đầu sụp đổ với những tác động của Strange. Ông ta đã đưa bản thể thiện của mình trở lại địa điểm của Christine thiệt mạng để thực hiện ý đồ hồi sinh Christine. Một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai người. Strange bản thể hấp thụ sức mạnh đã từng bước phá vỡ thần chú bảo vệ của Strange còn lại, thành công hấp thụ được bản thể này và trở lại thành Strange duy nhất. Khi đã trở lại nguyên vẹn, Strange đã ngay lập tức thực hiện hồi sinh Christine thành công. Điều này đã ngay lập tức phá vỡ sự ổn định của vũ trụ. Thực tại nhanh chóng sụp đổ, Strange đã cố gắng giữ cho mình và Christine sống sót, thậm chí là cầu xin sự giúp đỡ của The Watcher khi cảm nhận được sự hiện diện của ông ta. Tuy nhiên, The Watcher đã từ chối và nói rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào một vũ trụ cũng đều sẽ trở thành một thảm họa về sau. Điều đó đã khiến cho Strange bắt buộc phải chấp nhận số phận do chính mình gây ra. Vũ trụ này đã nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh đất nhỏ được giữ lại bởi sức mạnh của Strange. Ngay cả Christine cũng tan biến, chỉ còn lại mình Doctor Strange là người sống sót duy nhất của vũ trụ này. Tới khi sự kiện Infinity Ultron diễn ra, khi đã có đủ 6 viên đá vô cực, Ultron đã có thể xâm nhập được vào chiều không gian của The Watcher và trực tiếp tấn công ông ta, cũng như phá hủy sự sống của các đa vũ trụ khác như một sứ mệnh lý tưởng của hắn.
The Watcher đã phải lui tới chỗ của Trent Supreme để tạm thời tránh xa tầm mắt của Infinity Ultron. Trent Supreme đã rất thông cảm với The Watcher và đưa ra một giải pháp nhưng cần The Watcher phá bỏ lời thề của mình. The Watcher đã do dự một lúc nhưng rồi cũng phải đồng ý với nhận định của Trent Supreme nên đã mở lời nhờ Trent Supreme hỗ trợ mình ngăn chặn Infinity Ultron tàn phá các đa vũ trụ khác. Trong lúc The Watcher đi thu thập các thành viên từ các vũ trụ khác, Trent Supreme đã xây dựng một quán bar dựa trên tiềm thức của Captain Peggy Carter để làm nơi tụ họp cho các thành viên mới. Những người được The Watcher mời thêm đó Captain Peggy Carter, T'Challa, Ezekiel Killmonger, Thor và Gamora. Họ cùng với Trent Supreme hình thành nên đội vệ binh đa vũ trụ và bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc chiến đối đầu với Infinity Ultron. Trước trận chiến, Trent Supreme đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình với Peggy khi họ có nhiều điểm tương đồng về khía cạnh tình yêu. Khi chỉ một trong hai người được phép tồn tại, Trent đã kể về Steve ở thế giới của mình cho Peggy nghe, khiến cho cô rất thích thú. Khi Infinity Ultron xuất hiện, Trent Supreme đã tạo ra các khiên chắn vững vàng hơn cho đội vệ binh trước cuộc đối đầu này. Trong cuộc chiến, Trent tỏ rõ sức mạnh của mình không ngán Ultron phun sau đá. Thậm chí Trent còn có thể mở cánh cổng thông tới vũ trụ khác và đưa các thây ma tới cầm chân Ultron. Trent còn biết tới sự tồn tại của Wanda thây ma trong thế giới này rất là mạnh. Khi Infinity Ultron giải phóng toàn bộ sức mạnh của 6 viên đá vô cực nhằm cố gắng xóa sổ luôn cả vũ trụ này, thì Trent Supreme đã dùng đá thời gian để tạo ra sự đảo ngược, nút trọn vụ nổ quy mô thiên hà trong sự bối rối của Ultron. Ultron đã phẫn nộ, sử dụng sức mạnh của đá vô cực phóng to bản thân. Trent cũng giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, biến thành hình dạng hỗn hợp các sinh vật thần bí để tấn công Ultron. Ultron sau đó nhận ra Trent Supreme chính là lý do khiến cho hắn không thể giết được những người khác, nên chỉ tập trung vào đánh bại Trent. Trent đã trụ đủ lâu để cho Carter và Natasha găm mũi tên chứa virus vào Ultron, chính thức hạ được hắn. Khi này, Eric Killmonger đã phản bội và cùng tranh chấp với Jonah trong cơ thể của Ultron giành đá vô cực. Với sự trợ giúp của The Watcher, Strange đã tạo ra một chiều không gian nhỏ nhốt Jonah và Killmonger vào bên trong đó. Sau đó, Strange trở thành người canh giữ khối cầu này. Khi các vệ binh khác trở lại với cuộc sống của họ ở các vũ trụ, thì Strange nhận ra rằng mình có thể hồi sinh được cả vũ trụ của mình bằng chính năng lượng từ các cá nhân mạnh mẽ từ các vũ trụ khác. Vậy là Strange Supreme đã xây dựng lên thánh đường vô cực và thu thập mọi cá nhân sở hữu sức mạnh từ nhiều vũ trụ để cấp năng lượng cho lò luyện giới hồi sinh vũ trụ của mình. Cho tới khi Trent Supreme bắt giữ một siêu anh hùng mới đó Kauri, người thấm nhuần sức mạnh của viên Space Stone, nên cô ta đã dễ dàng trốn thoát được khỏi khối cầu và Trent gần như không thể tóm được cô ta. Luyến tiếc vì một nhân vật sở hữu sức mạnh lớn tới như vậy, Trent đã nhờ một đồng đội cũ của vệ binh đa vũ trụ đó Captain Peggy Carter hỗ trợ mình bắt Kauri. Peggy giờ đây cũng đang bị mắc kẹt tại thực tại 1602 khi đã giải cứu được thành công thế giới này khỏi sự hủy diệt. Lý do Strange chọn Peggy là vì cô sẽ thông cảm cho hành động của mình hơn vì họ đều mất đi tình yêu của đời mình và Peggy cũng vừa giải cứu một vũ trụ khác, điều mà Strange đang thực hiện với vũ trụ đã mất của mình. Peggy đang bị mắc kẹt ở thực tại 1602 nên có Strange đưa về thì cũng tiện ăn nói hơn. Mặc dù Peggy muốn từ chối nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng giúp Strange đi bắt Kauri. Khi gặp được Kauri, Peggy lại được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác, đúng với điều mà cô đang nghi ngờ rằng Strange đang làm một điều gì đó mờ ám. Khi đã can thiệp quá sâu vào đa vũ trụ, điều mà cô nhận ra nó cũng luôn phải trả giá vì chính cô cũng đã vậy. Hiểu được tham vọng của Trent Supreme, Peggy đã cùng với Kauri cố gắng phá lò luyện giới, ngăn chặn kế hoạch của Strange. Và để làm được như vậy, Peggy đã làm một điều điên rồ không kém, đó thả rất nhiều nạn nhân đang bị Strange giam giữ. Điều này khiến Strange phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch khi bắt đầu thả các nạn nhân vào lò luyện giới. Một cuộc chiến giữa Strange và Peggy nắm giữ 6 viên đá vô cực và Kauri đã diễn ra. Mặc dù có đủ 6 viên đá vô cực, thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả vũ trụ, nhưng Peggy và Kauri vẫn rất khó khăn trong việc đánh bại Trent Supreme. Phải tới khi các nạn nhân của Strange đồng loạt đưa sức mạnh của mình hỗ trợ, thì Strange mới nhận thất bại. Vào những giây phút cuối, Strange đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng hối cải bằng việc ngăn chặn con ác quỷ trong mình trỗi dậy và tự mình quyên sinh vào lò luyện giới. Điều bất ngờ là một mình Strange Supreme lại đủ sức mạnh để cấp năng lượng cho lò luyện giới, khôi phục được lại cả một vũ trụ của chính ông ta. Trent Supreme là một người vô cùng yêu Christine, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để người mình yêu được sống lại. Điều đó đã khai sinh ra một Doctor Strange mạnh mẽ chưa từng có và một tham vọng cũng lớn không kém. Với việc hấp thụ vô số các sinh vật huyền bí trong nhiều thế kỷ, Strange đã đạt tới mức sức mạnh thần bí gần như không thể đo đếm được, cho phép ông ta nhận thức về vũ trụ, cảm nhận và giao tiếp với The Watcher. Sau khi phát huy hết tiềm năng của mình, Strange có đủ sức mạnh để phá vỡ điểm tuyệt đối, điều mà Ezra đã luôn cho rằng đó là điều không thể. Ngay cả Infinity Ultron toàn năng với đủ 6 viên đá vô cực cũng phải thừa nhận sức mạnh của Trent Supreme là rất mạnh khi có thể hấp thụ vụ nổ năng lượng có kích thước bằng cả một thiên hà.
Ông Tron nhận định muốn hạ gục toàn bộ đội vệ binh đa vũ trụ thì chỉ cần đánh bại Twin Supreme là đủ. Nó là một sự khẳng định rằng Twin Supreme là thành viên mạnh mẽ nhất của đội vệ binh đa vũ trụ. Ngay cả Peggy có đủ 6 viên đá vô cực cùng với nhiều vật phẩm mạnh mẽ cũng đã phải rất chật vật để chống lại Strange. Khác với những bản ngã khác thì Strange Supreme luôn biết hối hận trong những giờ phút cuối và liên tục tìm cách sửa chữa những sai lầm của mình. Ranh giới giữa kiên định và bảo thủ đã đẩy cho Strange Supreme muốn can thiệp vào cấu trúc vận hành của vũ trụ, sau đó là đa vũ trụ, dẫn tới những hậu quả khó lường. Bất chấp những hành động phản diện của mình thì Strange Supreme vẫn luôn được cả Peggy và Watcher nhớ tới và thương tiếc cho một người bạn cả ngày hở tí là biên kịch cho lầm đường lạc lối. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về Strange Supreme. Cá nhân có thể nói là một trong những người mạnh mẽ nhất của MCU từng xuất hiện. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.